Xin chào tất cả các bạn, mình sẽ review cho các bạn máy nén khí không dầu Etop 1500W sức chứa 30 lít nha. Đây là lọc gió này rang bằng nhựa, các bạn siết vừa tay nha. Đây mình siết ra cho các bạn xem. Đó, rất là dễ dàng mua và thay thế nha các bạn. Đây mình thao tác siết vào rất là nhẹ các bạn. Đây nhìn vào đây là mình thấy lãi đồng nha các bạn. Nhưng mà thật ra thì mình đặt niềm tin vào người bán, chứ thật sự lãi đồng hay không thì chỉ có cắt cọng dây ra mình mới biết nha các bạn. Đây là tụ. Đây thông số của em ở đây. Etop, công suất 1500W, lưu lượng khí 150 lít, 0,8 MW can là gần 83 nha các bạn. Ở dung tích 30 lít. Đây là relay điện nha các bạn. Nó có công tắc đỏ này. Giật lên là khởi động, còn mà đóng xuống là dừng nha các bạn. Đây là van xả, cút nối rang trong 13mm, nối nhanh để sử dụng. Mình chúng ta gạt thẳng đây nha các bạn, không là mình sẽ khóa lại. Mình xoay cái máy vào một cái. Van này thì cái máy này thì khá là an toàn nha các bạn. Relay điện này khi mà đạt đủ số ký nó sẽ ngắt và motor không có bơm nữa. Nhưng mà trường hợp mà relay điện nó hư rồi á, thì còn cái van an toàn này đủ số ký thì nó sẽ xả nha các bạn. Motor có 2 đường nạp khí riêng nha các bạn. Đây 2 ống dẫn khí vô bình đây, và có cánh quạt để tản nhiệt cho motor nha các bạn. Khi mà hoạt động thì cái piston, 2 cái piston phía trên này rất là nóng và motor cũng nóng, thì cần đây cái chỗ này thì cần có 2 cánh quạt hai bên để tản nhiệt cho nó. Cái này thì không biết là cảm biến áp suất hay là gì đó, mình không biết. Bạn nào biết thì có thể trả lời trong phần bình luận giùm mình với nha. Rồi mình sẽ khởi động nha các bạn, dừng lên. Từ 0,3 cho tới 8,13 tầm 45 giây hoặc hơn nha các bạn. Giờ mình sẽ đo. Rồi bơm xe thử nào. Giờ mình lên mình bơm xe cho các bạn coi nha. Bơm xe thì chúng ta bơm bánh trước khoảng 2 kg, bánh sau khoảng 2,25 kg. Giờ mình bơm bánh trước. Đây cắm đầu bơm vào. Tầm 2 kg là được nha các bạn. Sau thì 2,25 kg nha các bạn. Đó, bánh trước là bơm 2 kg. Mình là người không chuyên nhưng mà tháo ra và gắn vô rất là dễ dàng nha các bạn. Mình đẩy nhẹ xuống và rút ra. Rồi mình gắn vô nha các bạn. Một tay đẩy nhẹ xuống và gắn vô. Đó. Mở van là xài được rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình xả khí, mình xả hết khí ra cho để mình xem coi có nước đọng ở trong bình không nha các bạn. Đây là van xả đáy. Đây mình mở ra để xả cái lượng khí dư mà nó đẩy cái hơi nước đọng ở dưới đáy bình ra nha các bạn. Đó các bạn thấy không, hơi nước nó đọng ra kìa. Nếu mà mình không xả ra thì hơi nước cái lượng nước này lâu ngày nó sẽ làm rỉ cái mặt trong của cái bình nha. Đó, nước đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.